Khu du lịch TTC World Thung lũng Tình Yêu là một thành viên của tập đoàn TTC có diện tích hơn 150 hectare, là một trong những điểm tham quan dã ngoại vui chơi giải trí cho du khách khi đến du lịch ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Trong những năm gần đây, diện mạo của khu du lịch Thung lũng Tình Yêu đã từng bước thay đổi theo hướng xanh sạch đẹp với cảnh sắc thiên nhiên hài hòa cùng nhiều loại hình dịch vụ thích hợp cho du khách ở mọi lứa tuổi. Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của du khách, tập đoàn TTC luôn chú trọng việc đầu tư quy hoạch đa dạng hóa mô hình vui chơi giải trí, mang đến cho du khách những trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Với hơn 60 tiểu cảnh và khu trò chơi khác nhau, đã tạo nên cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và bảo tồn cảnh quan vốn có. Với phương châm, để phát triển du lịch bền vững phải đi đôi với bảo vệ rừng. Trong thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng, tôn tạo cảnh quan, chăm sóc cây xanh luôn được khu du lịch TTC World Thung lũng Tình Yêu quan tâm chú trọng. Bởi bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên để giữ những cánh rừng xanh sạch đẹp sẽ góp phần thu hút du khách. Bình quân mỗi năm, khu du lịch TTC World Thung lũng Tình Yêu thu hút hơn 500.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Xác định lợi thế giá trị về lâm nghiệp, cảnh quan tự nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Thành Công Lâm Đồng đã ký hợp đồng với nhà nước nhận quản lý và bảo vệ rừng với tổng diện tích trên 215 hectare, trong đó gồm 68 hectare đất rừng đồi Thống Nhất, 137 hectare đất rừng khuôn viên Thung lũng Tình Yêu và 10 hectare từ đồi Mộng Mơ. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên lâm phần đơn vị quản lý, nên trong năm 2022, đơn vị được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên 182 triệu đồng trên diện tích 151 hectare, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế khác cho nhà nước. Để du lịch phát triển bền vững, thì việc tạo dựng môi trường du lịch xanh, an toàn, thân thiện với du khách là một trong những yếu tố có tính quyết định. Vì vậy, song song với nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, công tác bảo vệ cảnh quan môi trường cũng được đơn vị chú trọng. Với tổng lực lượng lao động hơn 70 nhân viên thường xuyên chăm sóc tôn tạo cảnh quan, nên trong nhiều năm liền, khu du lịch TTC World Thung lũng Tình Yêu luôn đạt danh hiệu nhãn hiệu xanh du lịch Đà Lạt. Ngoài ra, TTC Lâm Đồng còn tích cực hưởng ứng các phong trào trồng chăm sóc cây xanh nhằm chống lại biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao giá trị và đảm bảo tính bền vững của rừng tại địa phương.